Xin chào tất cả các anh, em tên Thảo nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu tất cả những cái sản phẩm bên Vua Rừng Cát Bà. Trước mặt em đây này là một sản phẩm thuốc dụ rắn. Đây, thuốc dụ rắn này là thuốc dụ rắn của hàng nội địa Trung Quốc này. Đấy, đây là thuốc dụ rắn hàng nội địa Trung Quốc này. Đấy, một lọ như này nhá, các anh sử dụng từ 35 đến 40 lần. Đấy, các anh sử dụng từ 35 đến 40 lần nhá. Ngoài ra bên em có một loại nữa, đó là thuốc dụ rắn Thái Lan. Đây, thuốc dụ rắn Thái Lan đây. Đây, thuốc dụ rắn Thái Lan đây. Thì nhiều người bảo là, nhiều người hỏi em ấy, là thuốc dụ rắn Thái Lan và thuốc dụ rắn của Trung Quốc thì khác nhau ở điểm gì. Đấy, thì hôm nay em sẽ trả lời nhé. Cái thuốc dụ rắn của Trung Quốc ấy, hàng ở Trung Quốc ấy, là phạm vi sử dụng là 100m. Cái này các anh sử dụng tích hợp cho khu vực, ví dụ như khu vực gần quanh nhà mình đấy ạ, hoặc khu vực ở quanh vườn ấy. Đấy thì các anh sử dụng cái thuốc này là phạm vi sử dụng là 100m này. 100m nhá. Còn thuốc dụ rắn Thái Lan thì phạm vi sử dụng xa nhất là có thể là từ 300 đến 400m. Thì ví dụ như các anh nào mà đánh kiểu như đi bẫy rắn để bán ấy, thì các anh sử dụng cái thuốc này nhá. Thuốc này là phạm vi sử dụng từ 300 đến 400m, thích hợp với những khu vực xa, ví dụ như các anh một ngày các anh bẫy khoảng tầm mấy chục lồng ấy, các anh đặt rất là nhiều vị trí thì anh nên sử dụng cái thuốc dụ rắn Thái Lan như thế này. Thì phạm vi sử dụng là từ 300 đến 400m. Đây bên em thuốc dụ rắn có hai loại nhá. Đấy. À, nhiều bác hỏi, đúng rồi, cái này thì em cũng nói luôn là nhiều bác hỏi là tại sao khi mà nhận được cái hàng mà tem á, tôi thấy là khác với hình trong hình. Thì cái này các bác thông cảm cho em một chút là cái tem mác này là bên em mới thay tem mác nhá. Mới thay tem mác. Trước đây là tem mác bên em là tem mác màu xanh. Hiện nay thì bên em đã đổi thành màu vàng như này đây. Đây, chứ không phải là không phải sản phẩm của Vua Rừng Cát Bà. Tất cả những sản phẩm từ trước đến nay là có chữ Vua Rừng Cát Bà nhé, hoàn toàn là sản phẩm của bên em. Đó, chỉ là thay nhãn mác thôi, bên em thay đổi nhãn mác thôi, chứ còn sản phẩm và chất lượng đều như nhau cả. Đây, trước đây là tem bên em màu xanh như thế này. Đây ạ, trước đây là tem màu xanh như thế này, còn hiện nay thì tem đã chuyển được màu vàng như thế này. Đấy, có số điện thoại này. Có số điện thoại của bên em, chữ Vua Rừng Cát Bà này. Đấy, có số điện thoại. Đó. Đấy. Các bác có nhu cầu tư vấn sản phẩm, các bác có thể để lại số điện thoại trực tiếp dưới comment của cái video như thế này. Sẽ có nhân viên bên em tư vấn cụ thể các bác nhé. Xin chào.